Tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận lô vaccine AstraZeneca đầu tiên để phòng dịch bệnh COVID-19. Sau khi tiếp nhận 6.700 liều vaccine, Sở Y tế tỉnh chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thực hiện bảo quản theo đúng quy định. Dự kiến số vaccine này sẽ được chia làm hai đợt tiêm và tổ chức tiêm cho các nhóm đối tượng ưu tiên. Trong đợt tiêm đầu tiên, thì ngành y tế sẽ triển khai 6 điểm tiêm gồm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Ban Bảo vệ Sức khỏe tỉnh ủy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Mắt, Da Liễu và Bệnh viện Y học Cổ truyền. Dự kiến đợt tiêm vaccine lần 1 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 4, sẽ tiêm cho khoảng 2.130 người. Đợt tiêm vaccine thứ 2 sẽ tổ chức tiêm từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 5.